nóng lồng ngực do axit trào ngược. Gaviscon chứa thành phần natri arginat, natri bicarbonat và canxi carbonat làm giảm cảm giác nóng rát. Gaviscon tạo lớp gel ngăn không cho axit trào ngược, làm giảm kéo dài chứng ở nóng. Gaviscon làm giảm chứng ở nóng. Không dùng Gaviscon cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.